Dạ em chào chị, em tên là Hà Mẫn nha. Em là sinh viên năm nhất trường Đại học Putet. Dạ em đã xem chương trình 24 giờ thử yêu rồi ạ. Và em thấy chương trình rất là dễ thương. Các nghệ sĩ trong chương trình hẹn hò giống như là ở ngoài đại học vậy á. Nếu như em được ghép đôi mà gặp nghệ sĩ trong chương trình thì em sẽ ghép đôi Windy và Nam Phương ạ. Dạ, lý do em ghép đôi hai anh chị là vì em theo dõi hai anh chị trên YouTube. Thấy các anh chị có cái clip rất là dễ thương. Rồi em thấy anh Windy rất là hài. Còn chị Nam Phương thì dễ thương, xinh xắn. Nếu em được ghép đôi một cặp nghệ sĩ là anh Windy với lại chị Bóng. Em biết cặp đôi này từ trên YouTube của anh Windy. Hai người này rất là đẹp đôi với lại hay giỡn trên stream của anh Windy. Nếu như mà em được ghép đôi một cặp nghệ sĩ thì em sẽ ghép đôi Windy và Nam Phương. Và em hy vọng là hai bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị trong chương trình 24 giờ thử yêu. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Minh Di, mọi người thường gọi mình là Windy. Mình năm nay 24 tuổi, quê mình ở miền Tây, là thành phố Vĩnh Long. Mình đang là streamer về mảng game trên YouTube và Facebook. Hình mẫu về một bạn gái thì theo như Windy thích nhất, kiểu dễ tính, gần gũi, thân thiện thì cái đó là Windy rất là thích nhất. Xin chào mọi người, mình tên là Nam Phương. Hiện nay thì mình 20 tuổi và đang làm việc, sinh sống cũng như học tập ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của mình thì đang là YouTuber. Thật sự mình với lại anh Windy khi mà collab với nhau thì có một cái phản ứng để là tất cả các bạn fan đều ghét mình với lại anh Windy khá là nhiều. Và khi mà biết được cái tin này thì ban đầu vui lắm. Kiểu thấy mọi người kiểu ủng hộ mình với anh Windy nhiều, những cái sản phẩm cũng được tăng view hơn, rồi cái thứ thấy vui lắm. Thế xong rồi bỏ một thời gian thì cảm thấy nó bắt đầu có dấu hiệu gọi là nó hơi vượt qua cái sự kiểm soát ấy. Đang hoang mang một chút xíu. Thực sự cái tình cảm nó cũng chưa phát triển hơn đâu. Tại vì cả hai đều bận rộn về cái lịch trình của mình, chỉ gặp nhau để bàn về những cái công việc, về để quay content cái thứ thôi. Windy làm việc với Nam Phương đa phần là dựa trên công việc là chủ yếu, chưa từng gọi là hẹn hò hay là đi ăn hay là xem phim, chưa từng một lần nào, chưa từng đi uống nước một lần nào, chỉ là gặp mặt nói chuyện là về công việc hoặc là nhắn tin thì cũng đa phần là về công việc hết. Khi mà được tham gia chương trình 24 giờ thử yêu này thì tâm lý mình hiện tại đây cũng đang rất là hồi hộp, bởi vì từ trước giờ chưa có thử yêu ai bao giờ, thành ra là bây giờ hơi cảm giác rất là run và không biết là hẹn hò này có bị vụng về không, thành ra là mình vẫn đang muốn thử xem như thế nào. Lần đầu tiên khi mà biết được là mình sẽ tham gia một chương trình thử yêu, cảm giác của mình thì hơi hồi hộp một chút xíu, bởi vì trước giờ mình chưa bao giờ trải qua một cái mối tình với ai, chưa bao giờ yêu ai và chưa bao giờ hẹn hò một cách công khai như vậy cả. Thành ra đang rất là hồi hộp và không biết là nó sẽ ra như thế nào, ra sao. Hello anh. Nhanh nha. Ở đây đẹp quá. Sao mệt không? Mệt. Không, em không mệt. Hồi nãy em đi lên thì em có nhận được một cái này. Anh đọc hay em đọc? Mình cùng đọc với nhau ấy. Ok. Chào mừng hai bạn đến với 24 giờ thử yêu.
cột mốc một lần đầu gặp gỡ. Cả hai sẽ cùng nhau trò chuyện về chủ đề tình yêu, tìm hiểu mẫu người yêu lý tưởng của nhau. Tìm hiểu mẫu người yêu lý tưởng của nhau. Ý là gu bạn gái của anh như thế nào kiểu vậy. Ok. Các bạn sẽ đưa ra quy định trong suốt quá trình hẹn hò như tên gọi. Âu yếm hả? Âu yếm này là gì? Em tên Âu, anh tên yếm à? Em tên Âu, anh tên yếm à? Cử chỉ thân mật. Nếu ai vi phạm sẽ bị phạt. Có nghĩa là phải gọi cái tên đó suốt đúng không? Đúng rồi. Ok. Tự nhiên em ngại quá. Anh cũng thấy. Trước giờ nói chuyện với anh là em toàn kiểu nói về công việc không à. Cái bây giờ tự nhiên hỏi về người yêu hả? Hỏi về gu các thứ. Ngại quá. Thì hình như là trước giờ anh với em đâu có chưa từng đi đâu hết đúng không? Đi quay thôi. Nói chung là ngoài đi quay ra. Mọi thứ đều là đi quay hết. Nói chung chưa hẹn riêng bao giờ, chưa hẹn hò bao giờ. Anh thích người con gái như thế nào? Giống em. Thì anh phải nói ra là như thế nào chứ? Thì thường thì anh thích người con gái gần gũi, dễ gần rồi. Rồi, dễ gần, thân thiện. Đúng rồi, dạng thân thiện. Em có thân thiện không? Em hả? Vì đa số người ta nhận xét là em thôi không được thân thiện cho lắm. Để tí nữa anh điều tra rồi có thân thiện hay không mà người ta lại nói như vậy. Trong suốt quá trình làm việc anh không nói em thân thiện hay sao? Dạ em cảm ơn. Cảm ơn chị. Mình ăn uống hả? Hình như trong cổng phải bắt mình gọi bằng tên à. Âu yếm mà. Em là bóng đúng không? Em là bóng. Bóng hay bóng? Bóng. 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 Bóng, cá bóng. Ok, cá bóng. Ok. Giờ kiểu gọi em thành con cá khác đi, cá chê đi hả? Anh gọi em tên khác đi. Em tụi con mèo quá, anh tụi con gì? Anh tụi con mèo hả? Để gọi em là cat. Không, có thể gọi em là mèo. Mèo hả? Anh tụi con gì? Anh tụi con chó, gọi là chó. Gọi là dog hả? Nhưng gọi mèo kỳ quá. Mèo. Mèo. Mew. Thường mấy con chó có tên gì hay ta? Em thấy cuốn là dễ thương nhất. Cuốn à? Để nói về một loài chó. Cũng được. Cuốn. Anh cuốn. Anh cuốn. Mà nghe cũng dễ thương mà. Okay. Em thấy về việc fan ghép đôi anh với em thì em cũng giống như thế nào? Là nhiều cảm xúc lắm mà. Nhiều lắm đúng không? Nhiều lắm. Là không biết nói như thế nào nữa. Lúc đầu thì thấy vui. Mà lúc sau thì nó bị nhiều quá đúng không? Bị áp lực quá anh. Áp lực. Đúng rồi. Tại vì anh thấy em là kiểu đi quay chung với người khác. Đúng rồi. Tại vì em cũng kiểu làm phim ấy. Đúng rồi. Thì xong cũng hay tìm diễn viên nam, xong cũng ghép cặp các thứ. Thì không kiểu mọi người cứ nói về cái vấn đề đấy. Lúc đầu thì khá là vui, khá thoải mái. Nhưng về sau nó bị vào khuôn quá. Nó bị vào khuôn quá đúng không? Nhiều khi khán giả người ta tin mắt lắm. Tại vì người ta sẽ nhìn, người ta biết được là ai hợp với ai hơn. Thật ra người ta sẽ nói cái việc đó nhiều. Em nói không? Nguyên ngày hôm nay tụi mình sẽ thử hẹn hò với nhau đúng không? Đúng rồi, thử hẹn hò với nhau. Trang tiếp theo, cột mốc 2, chính thức hẹn hò. Cùng nhau thực hiện một bức tranh với yêu cầu. Hai bạn sẽ bị buộc tay vào nhau để vẽ. Và phải luôn nắm tay nhau trong lúc vẽ. Vẽ tranh hả? Biết vẽ tranh không? Không. Em biết vẽ. Em biết vẽ hả? Em biết vẽ. Ok, vậy tí nữa anh sẽ buông xuôi cho em tự vẽ. Đâu buông xuôi được đâu, bị buộc vào nhau. Thì buộc thì ý là anh sẽ thả lỏng ra cho em vẽ. Mà anh thấy bình thường, tại vì kiểu đi chương trình này thì anh với em anh thấy nói chuyện nó thoải mái á, nói gì cũng được đúng không? Không giống lúc đi quay rồi. Đúng rồi, phải theo kịch bản thế này. Anh có lo lắng gì về cái thử thách sắp tới không? Nào là nắm tay bị cuốn tay lại rồi còn vẽ nữa. Anh thì anh không lo lắng gì nhiều, anh chỉ
lo là anh sợ bị em là em bị ngại thôi. Ngại nắm tay à? Chứ anh thì anh không sao. Nếu như mà em với anh mà đóng clip ấy thì em nắm tay vô tư luôn á. Nhưng mà bây giờ thì em ngại quá. Hả? Không, tại anh sợ em ngại thôi. Em thấy anh cũng ngại chứ. Đâu, anh không ngại đâu, anh bình thường mà. Chính ra thì tay anh cũng không phải là quá to nhỉ. Ừ, thiệt luôn á. Sao em trắng quá vậy anh? Chắc là màu da như vậy thôi. Gen à? Gen. Em chưa thấy anh nắm tay mà kiểu để như vậy luôn không luôn á. Hả? Là như nào? Tại vì em này trong phim thì nắm ra người ta sẽ kiểu rất là thoải mái. Anh như cái cần của cái ô tô. Cưng có nghĩa là bao nhiêu nào? Anh thoải mái đi anh. Thì anh thoải mái mà. Không, em không thấy sự thoải mái không, của anh. Anh chỉ sợ em ngại thôi á, chứ anh bình thường mà. Em có thoải mái không? Em thôi thôi, bắt đầu đỡ gượng hơn một chút xíu. Dạ chào anh chị ạ. Hôm nay anh chị đến vẽ tranh à? Dạ vâng. Dạ, dạ vậy đi theo em vào trong nha. Dạ thì trước khi mình vẽ tranh thì mình sẽ chọn tranh trước. Dạ. Cái này đúng không? Đúng rồi. Cái này dễ khó lắm. Rồi vậy bây giờ em sẽ hướng dẫn cho anh chị vẽ cái bức này nha. Dạ. Cái màu này là màu acrylic á. Màu này người ta vẽ áo được. Cho nên á, mình phòng để đừng có để bị dính vào trong đồ thì mình khó giặt ra. Rồi bây giờ em sẽ nói một cách dễ hiểu nhất, xong rồi anh chị sẽ tự hoàn thành bức tranh nha. Giờ mình nhìn vào bức tranh này nè, là mình thấy đầu tiên mình vẽ cái nền trước. Mình có thể đặt cái màu trắng này lên hết cái toan trước, cho nó ướt màu trắng, sau đó mình chuyển từng chút màu xanh từ trên xuống dưới. Hoặc là mình có thể pha trực tiếp màu ở ngoài đây rồi mình quẹt lên cũng được. Yeah. Mình xong cái nền rồi á, thì mình sẽ dùng đến cái miếng vuốt này mình tạo may. Có thể tạo may bằng ngón tay hoặc là tạo bằng cái miếng này cũng được. Rồi sau khi mà xong cái nền rồi mình vừa ý rồi á, mình sẽ qua cái nhà. Cái này là hình khối cho nên là mình cứ tạo cho nó đủ sáng tối là nó sẽ ra. Sau đó mình tô màu lên thôi. Còn bóng bóng là tùy ý mọi người. Có thể thêm trái tim, con chim rồi nhiều lên mọi thứ. Và chúc anh chị may mắn nha. Chúc may mắn. Cảm ơn chị. Dạ. Bây giờ mình sẽ vẽ màu trắng hết, xong mình tô màu xanh đậm trên này. Nhưng mà cái này nó màu trắng rồi, em cần gì tô màu trắng nữa? Ý là pha với màu này. Anh nghĩ là cũng phải vẽ hết đúng không? Hay là giờ anh dĩ vậy, em tô màu xanh hết, sau đó em chấm màu trắng lên thôi. Nó sẽ bị đậm màu. Đúng không? Nè, màu sao xanh nè. Sao em theo anh ấy? Theo anh à? Ừ. Theo anh vậy bây giờ mình tô màu trắng hết đi. Nè cầm. Em thuận tay nào? Em phải. Ok. Em qua đây đi. Em cầm tay này luôn á. Này giống thầy dạy cho trò viết bảng quá vậy. Bây giờ tôi hết đây đúng không? Bị lấy màu này. Móc nữa. Okay. Ý thế anh làm nhiều đi. Nhiều không? Nhiều rồi. Em muốn nhiều nữa hả? Đúng không? Rồi ok, chấm tiếp đi. Em thấy mình vẽ lợt quá hả? Em biết vẽ. Em biết vẽ hả? Em biết vẽ. Ok, vậy tí nữa anh sẽ buông xuôi cho em tự vẽ. Mình vẽ một cách thô bạo quá. Nhẹ lên nhàng lại. Nó bị xước tay em. Anh để ra nó bị xước tay anh luôn á. Anh có thể cầm một cách lãng mạn hơn không? Là như nào? Cầm như nào cho lãng mạn?
cái chấm hả? Cái trái tim á. Đây nè. Đó. Nice sự. Ok. Nice sự là gì? Là anh chơi game đó là tốt. À. Ồ. Dạ xong rồi á. Anh thấy của mình có bộ đẹp hơn hay sao á? Bức tranh anh đẹp quá. Hả? Bức tranh đẹp quá. Em không đẹp hả? À, quên nhìn. Quá đáng. Đẹp. Đùa quá đấy. Sau khi mà thực hiện xong cái thử thách vẽ tranh cùng nhau, phải nắm tay nhau vẽ tranh thì lúc đầu mình nghĩ là nó đơn giản thôi, không có gì khó hết. Nhưng mà thật sự là khi mà cầm tay nhau vẽ, cái mà mình vẽ hay là anh ấy vẽ, hai người kiểu đấu tranh là cái lúc đấy nó thực sự rất là khó. Mình thì mình muốn vẽ theo nét của mình, mà anh ấy thì lại muốn vẽ theo cái nét của anh ấy. Cho nên hai người vẫn chưa kiểu hòa với nhau được để có thể làm hoàn hảo cái bức tranh. Lúc ban đầu khi mà vẽ tranh thì anh ấy cầm tay mình xong kiểu quệt như này. Cảm thấy nó rất là thẳng luôn ấy, nó không có sự mềm mại lãng mạn cho lắm. Cảm giác nắm tay Nam Phương vui đây nói là rất khó diễn tả. Không biết là mình có vẽ hay không nữa, tại vì mình não mình chỉ là nó tập trung cái việc nắm tay rất là nhiều, cứ kiểu có cái tín hiệu gì đó trong cái bàn tay mà não phải tập trung về liên tục, nên là có rất nhiều cảm giác rất là khó tả. Mình cảm thấy anh Windy ảnh hơi thiếu một chút sự lãng mạn một chút xíu, bởi vì nếu như một người lãng mạn thì ta sẽ biết cách mềm mại khi mà cầm tay một đứa con gái đúng không? Còn anh ấy hơi cứng, chắc là do chơi game nhiều quá, xong kiểu di chuột mạnh bạo quá, thành ra cầm tay con gái cũng Windy rất là thích khi mà hai người yêu nhau cùng làm một cái mục tiêu gì đó, cùng đập chung một nhịp tim, có nghĩa là nó khớp nhịp với nhau, nó khớp với nhau để cùng làm một cái sản phẩm như vậy, thì Windy nghĩ rất là tuyệt vời. Cùng trải nghiệm trò chơi gấp thú tại Meetup, cái này em khóa này đúng không? Đại nam sẽ phải gấp ít nhất một con thú để tạo bạn nữ. Ok, anh với em sẽ qua bển. Nếu gấp được sẽ được thưởng bằng một nụ hôn, nếu không sẽ bị phạt. Bị phạt gì trời, này không có ghi. Bị phạt chắc là mình tự đề ra. Anh nghĩ là một nụ hôn luôn á. Không, không được. Thì nó phải rõ ràng. Không, nó phải khác. Anh thấy rõ ràng mà. Nó phải khác. Khác như nào? Nếu như mà thì anh hôn với em hôn khác nhau không một. Anh thấy khác rõ ràng luôn á. Anh còn gấp được đi ạ. Nếu như mà không gấp được ấy thì cộng em xong rồi nhúng xuống 10 lần. Đứng lên ngồi xuống hả? Thôi. Nhưng mà... Anh sẽ cõng em đi hết cái khu này. Được á, ok. Thôi vậy đi. Anh nhắm anh gấp được không? Anh nghĩ chắc là được. Con nào dễ thương, muốn gấp con nào? Anh con này dễ thương thì anh. Con ngựa đúng không? Con dễ thương con bỏ. Sao nói nhanh vậy? Anh ơi, bắt đầu rồi, 13 giây. Phải vô rồi. Đây, để anh gấp cho. Con thấy chưa? Đây, để em. Anh gấp không khí à? Anh phải để ngay cái chân nữa này. Để ngay cái chân đúng không? Ok, anh sẽ làm lại. Anh có cảm giác là nó không có... Không có sao? Nó không có dính vô trong cái cần cẩu hay sao á. Hồi trước anh cũng có đi gấp mấy lần rồi. Đó ạ. Anh gấp con gần đi. Anh nghĩ là phải gấp con xa hơn. Hả? Ờ. Dính. Anh nó sẽ đi ra đây này. Được không? Được mà. Wow. Chết em rồi. Em muốn mới gấp mấy con. Thật. Hồi nãy anh kêu anh gấp bao nhiêu con? Hả? Hồi nãy anh kêu anh gấp bao nhiêu con? Một con là một nụ hôn. Muốn gấp nữa không? Anh gấp được nữa luôn á. Hả? Đi nữa đi. Em thích con này nữa nè. To hơn thì sẽ khó hơn đúng không? To hơn, khó hơn thì hung nữa cũng sẽ khó hơn. Đúng không? Okay. Nó cho mình mười mấy giây vậy ta. Trời ơi, bà yếu, bà nắm không nổi cái đầu lên nữa, làm sao mà gấp được?
anh còn có 40 tiền lẻ à? Không, 40. Anh trao một lần đúng không? Anh chỉ còn 2 lần nữa thôi. Không, một lần thôi. Một lần nữa thôi đúng không? Thôi. Ok luôn, chơi luôn. Sao phải con đó nhỉ? Tại vì em thích con này. Đừng. Sao bây giờ nó bị ở từ đây? Hết chỗ. Thì cái điều mình mong chờ không phải là anh này gấp được thủ, mà là mình thích được cõng đi vòng vòng. Mà anh này kêu là nếu như anh này thua, anh ấy sẽ cõng mình đi vòng vòng. Mình ước gì anh này không gấp được. Ok, anh sẽ cõng em bắt đầu từ đây vô nha. Ok, được rồi. Ủa nhưng mà anh không hiểu tại sao mà anh chưa gì anh thở quá vậy? Tính ra mình chơi ngu quá, mình gấp đường con mà ta. Tự nhiên mình lại. Rồi. Đứng lên ngồi xuống đúng không? Một. Một lần. Hai. Em nhẹ mà. Ừ em nhẹ mà, anh đâu nói đâu. Lần nữa. Ba. Ok. Ok. Đúng ra là anh không nên chơi lần cuối đâu. Anh vẫn muốn chơi một lần nữa. Anh gì vậy? Ôi sao té vậy? Ê! Vừa phải rồi nha, gấp được nha, đừng có tạo cái tiếng đó nha. Nó hay trêu anh á. À, anh gấp được con này rồi. Ừ. Dạ, hai cậy đúng không? Ờ, à, mệt quá. Mồ hôi mà kê, trời ơi. Dạ, anh gấp được một con rồi. Thì em sẽ phải thực hiện cái phần thưởng đúng không? Nên gọi là phần thưởng chứ không phải hình phạt. Phần thưởng. Nhưng mà anh ngồi xa quá à. Hả? Anh ngồi xa. Cái gì? Em nói gì? Ôi ơi, con lùn mà biết đi xe kìa. Đó. Một cái. Ok. Còn cái còn lại để anh đi. Cũng vui thế. Vậy là vô vơ buồn khi anh không đến. Xa vơ hỏi mẹ về mối tình năm nào. Ai thích ai. Xong rồi, đi vô hết trời đi. Anh có cuốn sổ rồi nè, nó xuất hiện rồi nè. Giờ chúng ta sẽ đến với lại cột mốc thứ 3 phơi bài tập 6. Hai bạn sẽ thực hiện thử thách đó chính là chơi một trò chơi. Em phải đội cái này vào, gắn đồ ăn lên, xong rồi em sẽ phải đốp trên những cái này. Và nếu như mà không được á thì em sẽ phải bóc một câu hỏi trong đây để tự trả lời thành thật những cái thói quen tật xấu của mình trong đó. Rồi bây giờ chơi. Ok. Chơi. Tôi sẽ rồi. Ai thua chơi trước? Rồi ok, ai thua chơi trước. Ok. Anh nghĩ là phải đội lên xong rồi mới gắn được. Xíu gì vào. Không hư tóc đâu. Rồi ok, sẵn sàng chưa? Không cho thử trước. Ôi. Nó không mà miệng như thử yêu. Cho em 5 giây nha. 5 4 3 2 1 thua.
cái này như kiểu cố tình làm mình thua ấy. Ơ sao cố tình được? Anh thử đi. Em phải hóp được chứ. Em bóp một cái trả lời trước đi. Chừng nào em thắng được thì đổi qua anh. Bạn đánh răng bao nhiêu lần một ngày? 2 lần. 2 lần? Tại vào buổi tối. Em có thường đánh răng không? Có. Anh nghi quá à. Chắc là nó của anh mà em đã bóp ấy. Ừ, sao của anh được? Em phải thắng mới đổi qua được cho anh. Thế á? Ờ. Thì em sẽ để cho máy chạy hết. Yeah. Ăn cục mẹ còn khổ quá. Nó đi. Ồ. Sao nó đi mất rồi? Ăn được. Anh này khó chưa? Hết một vòng rồi. Sao nó đưa cho anh cái này? Ờ có đâu anh ạ. Hãy nói thật ba tật xấu của bản. Ủa gì kỳ vậy? Sao chơi kỳ cục vậy? Hãy nói thật ba tật xấu của bản thân hả? Ba tật xấu của anh. Anh có một tật xấu đó chính là anh một là anh sẽ rất là lười. Hai là anh sẽ rất là siêng. Anh thường lười nhiều hơn hay siêng nhiều hơn? Nó là ở giữa. Có nghĩa là khoảng 3 ngày lười xong 3 ngày siêng xong 3 ngày lười kiểu vậy. Thế là thứ hai. Cái thứ hai bị một tật xấu đó chính là cái đó vừa là ưu điểm mà nó tự nhiên biết là nó trở thành nhược điểm của anh luôn. Cái gì? Em bị với tật là rất là tự tin vào bản thân. Em thấy điều đó cũng tốt mà, nó đâu phải là tật xấu đâu. Có nghĩa là em quá. Tự tin quá em sẽ bị biến thoái đi. Biến thoái dùng từ ghê lắm. Tự tin thái quá. Tự tin thái quá đấy. Còn cái tật xấu thứ ba của anh á, cái này con trai không nên có. Anh dạ. Cũng bực mình á, bị nhát gái. Anh nhát gái hả? Nhát gái là như thế nào anh, là thấy con gái xong rồi đúng kiểu rồi, sợ hả? Đúng rồi, kiểu thấy em vậy không dám nói chuyện, không dám làm chứ. Vậy sao anh đi tặng gái được? Thì bởi vậy mới ế tới giờ. Anh thích người con gái như thế nào? Giống em. Anh phải ăn được một cục rồi. Anh phải ăn một cục sau bữa đậu của em hả? Sao nó kỳ vậy ta? Nó kìa. Một, hai, ba. Anh giữ đi, anh giữ em đi. Rồi, ok. Điều tệ hại nhất khi bạn vào bếp nấu ăn là gì? Em biết nấu ăn không? Em biết nấu cơ bản, nấu sơ sơ. Như kiểu em tự làm đồ ăn cho em thì em không bị áp lực gì thì em nấu ăn được. Chứ giờ từng nấu ăn chưa? Chứ giờ em có phụ mẹ thôi chứ không có tự nấu nguyên một bữa. Điều tệ hại nhất hả? Em nghĩ là cái trường hợp này thì em cũng chưa gặp bao giờ. Đó là khi mà làm một cái món nào đấy mà khi mà nó ra cái thành phẩm nó không như mong muốn. Nấu fail thôi đúng không? Nấu fail. Ý là nấu nó bị dở, ăn không được đúng không? Không tưởng đâu phải trái bếp thì kia nọ chứ. Không. Thì cứ mấy cái đó. Đây, để đổ qua cho anh nha. Anh đừng nhìn mà ánh mắt ấy. Nhìn như muốn nuốt sống em ấy. Em bấm nha. Thích MS Malo không? MS Malo là gì? Đó là cái kẹo này nè anh. Nên càng ra xa nó càng ra xa theo vậy. Thế rồi, hết một câu. Có phải bạn là người lãng mạn khi yêu? Lãng mạn à? Anh có lãng mạn không? Nhưng anh vẫn chưa có cái định nghĩa như thế nào gọi là lãng mạn. Mọi thứ nhẹ nhàng, cảm xúc. Anh nghĩ lãng mạn là ví dụ như anh với em cưới nhau về đúng không? Xong rồi tối, xong rồi bạn gái đi làm về có nến hồng rồi đèn mập mờ rồi trên bàn ăn đồ 2 ly rượu rồi đúng không? Giường trải hoa hồng đúng không? Đó gọi là lãng mạn đúng không? Kiểu vậy. Anh nghĩ cái đó không phải lãng mạn đâu. Thế anh có bày tỏ tình cảm kiểu bằng lời nói với lại người yêu của mình như
chữ à? Anh nhớ em quá Bóng ơi, vậy hả? Em Bóng ơi em ăn gì chưa? Em ăn đều quá à. Wow, anh yêu em lắm rồi, chữ kiểu vậy hả? Nói sao nghe ghê. Em nghe có ghê không? Có. Đấy, anh nghĩ là không. Ok, anh không phải người lãng mạn. Kiểu từ sáng tới giờ là anh với em thử hẹn hò, có nghĩa là anh với em phải là người yêu. Nhưng mà thật sự thì anh có cảm giác này không? Anh thấy kiểu anh với em vẫn còn vẫn còn có cái gì đấy. Ờ. Nó cứ chặn ngang đúng không? Đúng rồi. Thế về phía anh nhận xét gì? Ý là có ý kiến gì không về em? Anh có cảm giác em rất là ok rồi, rất là, có nghĩa là nếu như em bình thường ngoài thì chắc là bao anh chàng mơ ước rồi, hình ra là anh nghĩ là rất là hoàn hảo rồi. Thế kiểu từ sáng giờ những cái mà mình chơi, những cái mà mình thử thách ấy, thì anh có lỡ một giây phút nào đấy anh kiểu bị khó chịu với em không? Giống như kiểu hồi lúc đầu vẽ tranh ấy, thì em lại muốn vẽ như này nhưng mà anh lại kêu vẽ như kia, thì lúc đấy là em hơi bị khó chịu một chút xíu, thực sự là như vậy. Anh có khoảnh khắc này như vậy không? Có. Anh có một cái là lúc em hôn chậm quá. Trời ơi, không tin được. Thì cái đó là cái anh khó chịu nhất. Thì anh không biết là em muốn tiếp tục nữa hay không? Tiếp tục thử yêu nữa hay không? À. Chỉ nghĩa là cứ tiếp tục đi, tại vì vẫn còn thời gian mà. Anh phải kêu chương trình này kiểu phải lên là 48 giờ để yêu hay 10 ngày thử yêu thì nghe. Đủ không? Đủ để có thể hòa với nhau không? Anh nghĩ là mới đủ chứ 24 giờ nghĩ là chưa đủ. Chắc không đủ đâu.